Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại nằm trong vệt đề tài bàn về việc bơm vốn để doanh nghiệp phục hồi. Trong các số đối thoại trước, các khách mời của chúng tôi là các doanh nghiệp, là hiệp hội, là chuyên gia, là cơ quan quản lý, là đại diện đến từ Quốc hội cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến về việc là bơm vốn cho doanh nghiệp như thế nào. Nhiều các khách mời đã nhắc tới những giải pháp liên quan tới việc hạ lãi suất, vay vốn cũng như là tổ hợp tín dụng. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục bàn về chủ đề này, hy vọng là sẽ có nhiều thông tin cho quý vị khán giả nối tiếp vào số đối thoại trước. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Trước hết là tôi xin được giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, người đã có ý tưởng về tổ hợp tín dụng ạ. Vâng ạ. Xin chào ông Hiếu ạ. Chào chị. Vâng ạ. Xin giới thiệu sự có mặt của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Xin chào ông Cường ạ. Vâng ạ, xin chào Phương Chi, chào các quý vị khán giả của đài truyền hình VITV. Vâng ạ. Tôi xin giới thiệu sự có mặt của một doanh nghiệp cũng đã khá quen thuộc với chương trình và cũng có rất là nhiều thông tin đến cho chương trình trong thời gian vừa qua, đó là tiến sĩ Ngô Trung Hưng, giám đốc marketing công ty Đại Việt Hương, một doanh nghiệp đến từ Cần Thơ ạ. Xin chào ông Hưng ạ. Xin chào cô Chi, kính chào quý vị. Vâng, thưa ba khách mời, như tôi đã giới thiệu ở trong các số đối thoại trước, tuy là không có sự tham gia của ông Chí Hiếu nhưng mà các khách mời đã nhắc tới ông Chí Hiếu cũng như nhắc tới ý tưởng về tổ hợp tín dụng cho vay mà ông Hiếu đã đưa ra, và liên quan đến cả việc là bù lãi suất cũng là một cái mong muốn của doanh nghiệp. Câu chuyện là 3.000 tỷ đúng không? Chúng ta sử dụng để bù lãi suất, liệu có lặp lại cái tình trạng của những năm 2009, 2010 hay không? Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là mong được lắng nghe lại chia sẻ của ông Hiếu về những vấn đề này, những vấn đề mà các số trước đang rất là quan tâm. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Hiếu ạ. Trước nhất ạ, tôi nói xin có một cái ý kiến rất nhanh về cái đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về cái gói kích cầu, về cái gói kêu bằng bù lãi suất 3.000 tỷ để doanh nghiệp. Và cái lãi suất đây là lãi suất mà theo như Chủ tịch Quốc hội là có thể dùng ngân sách hoặc là một cách nào đó để giảm lãi suất cho các doanh nghiệp 3 cho đến 4% trên cái số lãi mà họ đang trả nợ ngân hàng. Và cái số tiền mà để bù lãi suất là đâu đó 3.000 tỷ đồng. Nếu chúng ta dùng cái lãi suất là được bù là 3% thôi. Và chúng ta chia cho cái tổng số mà được cấp bù là 3.000 tỷ đồng. 3.000 tỷ đồng chia cho 1%. Cái số tiền mà chúng ta có thể hỗ trợ đâu đó 10 triệu tỷ đồng. Thì cái 10 triệu sẽ là 4 nó đâu đó vào khoảng độ 1% trên tổng dư nợ của hệ thống. Và chúng ta biết rằng hiện tại thì chúng ta dư nợ đâu đó vào khoảng 9,8 triệu tỷ đồng. Cho đến cuối năm thì có thể nó tăng lên đến 10 triệu tỷ đồng. Thì cái gói 3.000 tỷ đồng mà chia ra thì cái tổng dư nợ của nó là 100.000 tỷ đồng. 100.000 tỷ đồng mà chia cho 10 triệu tỷ đồng thì nó tương đương với khoảng 1% dư nợ của toàn hệ thống. Một con số quá nhỏ bé, có thể nó muối bỏ biển. Nhưng mà có vẫn còn hơn không? Nếu mà Chủ tịch Quốc hội mà có thể làm sao mà thống nhất được với Quốc hội để ban hành cái chính sách này thì bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn có tốt hơn là không. Thế nhưng mà như tôi đã kết luận là đây là muối bỏ biển thôi. Thế thì chính vì thế mà tôi nghĩ rằng để hỗ trợ các doanh nghiệp thì tôi trở lại cái đề xuất của tôi mà có lẽ lát nữa đây chúng ta có nhiều thời giờ hơn để nói chuyện là tôi đề xuất là tất cả các ngân hàng đều phải tham dự vào một cái chương trình hợp vốn. Chúng ta đã có cái quy định của ngân hàng nhà nước cách đây mấy năm về việc mà các ngân hàng hợp vốn lại với nhau để họ tài trợ một cái dự án lớn, mà nếu nó quá to với một ngân hàng thì nhiều ngân hàng chung tay với nhau thì dùng cái hình thức hợp vốn đó để xây dựng một cái mà tôi gọi là cái tổ hợp tín dụng, mà tiếng Anh nó gọi là loan syndication. Tất cả các ngân hàng đều tham gia với một cái tỷ lệ đâu đó 3% trên tổng dư nợ của mỗi ngân hàng.
Và nếu mà 3% trên tổng dư nợ của mỗi ngân hàng và cho toàn thể hệ thống thì nó lên đến mà hiện tại mình sẽ có một cái tổng dư nợ là 10 triệu tỷ đồng thì nó lên đến 300.000 tỷ đồng. Và các ngân hàng chung tay với nhau xây dựng cái tổ hợp tín dụng đó, dùng cái tiền đó để cứu các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất khó khăn trong việc mà cách ly cũng như là những cái biện pháp chống dịch và phòng dịch. Rồi cho vay ra với cái lãi suất rất thấp, từ 3 cho đến 5% thôi. Thì các ngân hàng có cái nguồn vốn rẻ để có thể đóng góp vào trong cái tổ hợp đó và cho vay với lãi suất rất là thấp. Tuy nhiên nó phải là cho vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm. Chứ còn nếu bây giờ bắt các doanh nghiệp mà phải có tài sản bảo đảm, phải có bất động sản, phải có tài sản thì họ không còn tài sản bảo đảm nào đâu. Thành ra phải cho vay tín chấp. Nhưng mà nếu mà cho vay tín chấp thì cái rủi ro nó rất cao. Thành ra tôi đề xuất là cái tổ hợp tín dụng đó phải liên kết với lại một cái cơ chế nữa là quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì chúng ta đã có quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, chúng ta cần thành lập một cái quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia để cái quỹ đó bảo lãnh cho các ngân hàng và từ đó các ngân hàng cho vay ra với hình thức tín chấp và cho vay ra với lãi suất rất thấp. Cảm ơn chị Trì. Vâng. Quỹ bảo lãnh quốc gia này cũng liên quan tới ngân sách đúng không ạ? Nó liên quan tới ngân sách ở cái chỗ là chính phủ phải bỏ tiền vào cho cái quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì hiện tại chúng ta đã có những quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, thế nhưng mà cái vốn điều lệ của họ nhỏ lắm. Nó theo quyết định 34 đó thì mỗi quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương phải có cái vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ và họ chỉ được bảo lãnh 3 lần trên vốn tự có của họ, tức là bảo lãnh 300 tỷ thôi. Mà một địa phương như là Đà Nẵng hay là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội mà ông bảo lãnh được 300 tỷ thì có lẽ là ông bảo lãnh được 10 doanh nghiệp là hết. Thành ra phải có một quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia. Và cái quỹ đó là cái vốn của nó phải lên đến 30.000 tỷ, gấp 10 lần với lại cái vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng. Và phải cho phép quỹ bảo lãnh đó bảo lãnh 10 lần trên vốn tự có của họ. Thế thì 30.000 tỷ đó ở đâu ra? 30.000 tỷ đó một phần là ngân sách của chính phủ. Và chúng ta có thể mời gọi các ngân hàng thương mại tham gia vào cái quỹ đó, có thể tổ chức dưới hình thức chẳng hạn như công ty cổ phần hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên và các ngân hàng tham gia vào. Đồng thời nữa chúng ta có thể chạy ra ngoài quốc tế và yêu cầu các tổ chức tài chính quốc tế tham gia vào cái quỹ bảo lãnh tín dụng đó để có một cái vốn điều lệ là 30.000 tỷ. Vâng ạ. Vâng, như vậy là đã có một thông tin hết sức là tổng quát về những cái đề xuất của ông Hiếu là một thành viên của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Liên quan đến câu chuyện cả ngân sách nữa thì ông Cường nghĩ thế nào ạ? Vâng, tôi thấy rằng là cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu rất là hay và rất đáng quan tâm. Thì đúng là chúng ta nhìn thấy các doanh nghiệp đang gặp rất là khó khăn. Việc này thì có lẽ chúng ta không cần phải điểm lại nữa, cũng nhìn thấy khó khăn rồi. Vì nếu doanh nghiệp khó khăn thì làm sao nền kinh tế nó lại bị rơi tự do từ 6,7% từ 6,7% mà xuống còn có âm 6,7 như thế. Rõ ràng là đấy là vấn đề nguy kịch của các cái doanh nghiệp. Chính phủ thì cũng đã có các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, tôi nghĩ là cũng khá kịp thời trong cái giai đoạn vừa qua, như là giãn thuế, hoãn các khoản tiền thuê, rồi là hoãn các khoản đóng về mặt gọi là bảo nghĩa vụ như bảo hiểm xã hội, rồi ngân hàng thì cũng đã giãn hoãn các khoản nợ. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là tất cả những chính sách đó nó mới chỉ là chính sách giúp cho doanh nghiệp đỡ đi cái gánh nặng, tức là không bị nặng thêm cái gánh mà phải đóng góp, không phải để trả những khoản đó trong bối cảnh doanh nghiệp không hoạt động, không nguồn thu. Chứ tất cả những khoản đó, những chính sách đó nó chưa giúp gì cho doanh nghiệp là có thêm được tiềm lực để có thể phục hồi khi mà chúng ta mong muốn là nhanh chóng hồi phục lại nền kinh tế. Chính vì vậy cho nên là rất cần phải có một cái nguồn vốn tín dụng bơm thêm vào cho các cái doanh nghiệp để doanh nghiệp có thêm được các cái nguồn lực chuẩn bị các cái điều kiện cho mở trở lại các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái việc mà chúng ta kêu gọi ngân hàng giảm lãi suất để cho các doanh nghiệp tiếp cận được cái nguồn lãi suất thấp đã thực hiện từ rất lâu rồi, kêu gọi rất lâu, chính phủ chỉ đạo, ngân hàng nhà nước cũng có cái ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp chắc là chưa nhận được cái chính sách này.
Và với cái việc mà như tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nói rằng là 3.000 tỷ để cấp bù, tức là cái 3.000 tỷ này phải lấy từ ngân sách, thì tôi cho rằng là đấy cũng là một cái nguồn không phải là quá nặng so với lại cái chi ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đấy, chúng ta đang có rất nhiều những cái gói để hỗ trợ, nhưng mà bỏ ra 3.000 tỷ để hỗ trợ tôi cho rằng không phải là nhiều. Thậm chí kể cả đến như 30.000 tỷ như là tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nói, để chúng ta có thể có được một cái gói hỗ trợ thực sự cho doanh nghiệp thì cũng không phải là nhiều. Tôi cho rằng là 30.000 tỷ để hỗ trợ cũng không phải là nhiều. Đấy, vấn đề quan trọng là làm thế nào để khi vận hành những gói hỗ trợ này, các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận đến các cái nguồn vốn đó một cách là thuận lợi nhất. Và hai nữa là nguồn vốn đó nó phải đến đúng với lại các địa chỉ doanh nghiệp là chúng ta mong muốn là được hỗ trợ, cần phải thúc đẩy đúng lĩnh vực, để tránh tình trạng là dùng ngân sách để hỗ trợ, để khuyến khích ngân hàng bơm vốn thì vốn đấy nó lại không đi vào các khu vực mong muốn để phục hồi cho nền kinh tế, lại chuyển sang đi buôn bán đất đai, chuyển sang đi buôn bán chứng khoán. Đấy, có khi chưa chắc đã mang lại cái lợi ích, có khi lại còn tạo ra cái rủi ro hơn nữa cho nền kinh tế. Và do vậy cho nên tôi cho rằng là chính sách này là một chính sách khá là hợp lý, và chúng ta có đủ cơ sở, có đủ nguồn lực về phía ngân sách để có thể thực hiện được các chính sách này. Và vấn đề là vận hành như thế nào, cơ chế vận hành làm sao để chúng ta đạt được cái mục tiêu mong muốn đặt ra. Vâng, doanh nghiệp nghĩ thế nào ạ? Trước hết thì tôi rất là đồng cảm với ý kiến của thầy Cường, và sẽ quay lại vấn đề có thể hiểu sau này. Tức là về vấn đề là chúng ta đã có những cái động tác gì để hỗ trợ doanh nghiệp thật sự chưa? Thì tôi thấy rằng là Ngân hàng Trung tâm đã làm động tác khá lớn để hỗ trợ doanh nghiệp, và bây giờ có thể là doanh nghiệp đang thụ đắc cái giải pháp hỗ trợ đó rồi. Nghe nói vừa thời gian qua thì là Ngân hàng Trung tâm đã tiến hành bơm ra khoảng 40-50 ngàn tỷ gì đó. Thì là đây là một cái gói bơm vào thị trường mở, tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một hiệu quả rất là lớn lao. Tại vì cái sự bơm qua thị trường mở, qua việc mua lại trái phiếu chính phủ thì là sẽ đưa đến tiền, nó sẽ vào cái hệ thống ngân hàng trực tiếp là cái bằng cái lượng tiền 40-50 ngàn tỷ này, và qua đó thì có sẽ có những hoạt động cho vay sau đó của ngân hàng thì tăng thêm gấp 3 lần nữa. Thì nếu cộng lên 3 lần là 150 ngàn tỷ, cộng với 50 ngàn tỷ, tiền bơm vào này là nó 200 ngàn tỷ. Tăng thêm năng lực cho vay của ngân hàng. Thì tôi nghĩ rằng nếu ngân hàng nó có những địa chỉ cho vay xứng đáng, theo cơ chế thị trường, chọn lọc được doanh nghiệp, thì với 200 ngàn tỷ mà hiệu ứng cuối cùng về năng lực của hệ thống ngân hàng thương mại, có thể cho vay mới cho doanh nghiệp, thì đó cũng là một trong những cái giải pháp cũng khá là đáng kể. Thì tôi cho rằng nó đang hoạt động đấy. Còn cái chuyện là cấp bù lãi suất, như thầy Hiếu với lại Cường nói thì là Quốc hội cũng có bàn qua. Thì tuy rằng cái gói 3.000 tỷ này lấy từ ngân sách này là nó nhỏ, nhưng mà cũng có thể đó là một cái thể hiện một cái sự quan tâm, một cái cơn là một cái ơn mưa móc của trên để giúp đỡ cho những doanh nghiệp trong cái giai đoạn có thể nói là biến cố hoạn nạn này. Thì cái đó thì nó mang tính là biểu tượng lớn lao, cho dù về mặt thực chất thì nó cũng không phải là nhiều, nhưng mà cái tính biểu tượng của nó phải nói là cực kỳ có ý nghĩa trong giai đoạn này. Thì cái điều đó là rất là có giá trị về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Còn những cái, còn cái giải pháp trở lại giải pháp của thầy Hiếu, thì những giải pháp thầy Hiếu đây là một cái giải pháp nó có tính chất ưu việt, là tại vì có thể nó là mang dáng dấp của một cái ước muốn cho ra những cái khoản vay mới đó. Vậy vì tại vì nó đủ điều kiện để cho vay mới mà, do đó cho nên bây giờ vấn đề bắt miếu của chúng ta đặt ra đây, nếu chúng ta thực hiện cái chuyện này ở trên, cho thực hiện cái chuyện này thì bây giờ cho vay cũ với vay mới, nếu cho vay cũ thì có thể chuyện thế chấp nó khó đấy, nhưng mà nếu cho vay mới để lập nghiệp mới
hay là để mở ngành hàng mới, hay là để renew lại cái gì đó, thì doanh nghiệp nó còn tài sản, nó sẽ có tài sản thôi. Khi mà nó có những cái khoản vay hợp lý và nó có nhu cầu thật sự thì doanh nghiệp lập tức nó có tài sản này. Giá nào nó không có tài sản hết. Mình nghĩ đi, thí dụ bây giờ nó chia vốn cho bà con đó, thế là nó mượn được tài sản. Nó bình thường chia 10% vốn mượn tài sản, hoặc là nó huy động tài sản rồi sẽ giải quyết cái là cái vấn đề sau. Ai cũng có họ hàng mà. Nhưng mà doanh nghiệp nào nó cũng có của chìm của nổi đó, thì em nghĩ nó chưa hết đâu. Do đó như vấn đề đặt ra tính chấp đó, thì cái đó là tại vì mình lo âu quá thôi. Chứ còn doanh nghiệp nó cũng sẽ giải quyết được nếu thầy cần thế chấp, ngân hàng cần thế chấp. Nó vẫn thế chấp được, chứ không phải là nó tính chấp. Do đó cho nên là cái đó thì theo em đó, thì cái giải pháp thì hiếu hay, nhưng mà cái tính khả thi nó nằm ở chỗ là thầy cứ cho nó thế chấp. Chúng ta chấp nhận những cái doanh nghiệp mở mới hoặc mở ngành hàng mới hoặc những doanh nghiệp cần còn năng lực. Nếu mà nó không còn năng lực gì nữa hết thì có khi nó chờ đi. Ngoài ra đó thì nó có một ý kiến là hiếu là liên quan tới cái quỹ, được gọi là quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia. Thì theo nghĩ cái quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia này nên để cho ngân hàng trung tâm, là nó không phải là 300.000 tỷ mà nó là nên là khoảng 3.500.000 tỷ. Tại vì cái quỹ bảo lãnh, cái quỹ tín dụng quốc gia hay là cái quỹ đầu tư quốc gia, có thể là chúng ta gọi như thế nào đó để cho nó hay lên, có thể 150 tỷ đô la, là ngân hàng trung tâm cho đứng ra là. Tại những cái quỹ nó lời mà, quỹ không bao giờ lỗ, quỹ nó chỉ lời thôi, tức là nó lấy rủi ro bù, là lấy lợi nhuận bù rủi ro. Thí dụ bây giờ cái quỹ đầu tư của người ta là cho 18% năm đô la, thì cái quỹ của ngân hàng trung tâm chúng ta cho 10% năm, hoặc là 7% năm, thậm chí nếu cần 5% năm, đó là tùy vào ngân hàng trung tâm quyết định. Và nó sẽ lấy lại cái vốn lẫn lãi sau 3 năm, hoặc sau 5 năm, hoặc sau 10 năm, tùy vào khế ước. Đây là làm ăn mà. Ở đây là làm ăn. Tôi chỉ cho nửa vốn thôi. Nhưng mà tôi giúp đỡ mấy tập đoàn của tôi. Những cái quỹ kiểu này, á, ngân hàng trung tâm của những nước, ví dụ Thái Lan hay là Indo xung quanh chúng ta đó. Tại sao mà tụi nó vô đây nó mua doanh nghiệp chúng ta? Là tại vì cái quỹ đầu tư quốc gia, cái quỹ mà tín dụng quốc gia của ngân hàng trung tâm của nó cho vay cho những tập đoàn mà nó tin cậy vay chỉ 2-4% thôi. Thế qua đây nó mua hết doanh nghiệp chúng ta. Chúng ta là chúng ta đi mà làm những với những cái quỹ mà long trong ở xung quanh đây á, thì là từ 15-19% đô la. Nó bỏ ra ví dụ như là 200 triệu đô thì 3 năm sau quay lại lấy 300 triệu đô. Anh làm gì kệ anh. Vấn đề là anh có tài sản đủ đảm bảo, anh nói tôi tin tôi. Thế là chúng ta bị hút hết máu. Bây giờ vấn đề ở đây là gì? Quỹ này là quỹ đầu tư hoặc quỹ tín dụng quốc gia là do ngân hàng trung tâm đứng ra làm và ổng làm ăn luôn. Đúng không? Đó, thí dụ bây giờ tôi đầu tư cho anh là 5 năm. Tôi chỉ lấy RIR khoảng chừng đâu đó từ 5-7% thôi. Thay vì người ta lấy 17%, tôi lấy 5-7% đô la thôi. Nhưng mà tôi giám sát anh. Thì tất nhiên là cái bộ phận giám sát đó như thế nào thì những cái hàng trung tâm, những nước khác cũng làm ăn vậy. Nhưng mà tôi làm ăn với những doanh nghiệp Việt cho rẻ, giá rẻ. Và nếu mà nó có những cái tương trợ gì đó thì nó phải hồ sơ phải đầy đủ, phải có. Thậm chí là phải có quốc hội hay là có chính phủ Việt nữa. Chứ không phải chuyện tự dưng cho anh 2-3%, 4-5% mà không ai Việt đâu. Tức là anh phải có dự án rồi nọ, anh phải có tất cả. Xin hết. Ông Hưng đang có rất nhiều trăn trở với câu chuyện là nhiều doanh nghiệp Việt là cũng bị mua lại. Ông Hiếu nghĩ thế nào về ý kiến của ông Hưng rất là cụ thể liên quan tới tổ hợp tín dụng của ông Hiếu ạ? Cho phép tôi trước nhất trả lời tiến sĩ Hưng, rồi sẽ bổ sung một vài ý kiến với tiến sĩ Cường. Trước nhất về tiến sĩ Hưng đó, tiến sĩ Hưng đưa ra một cái vấn đề mà có lẽ rất ít người nghĩ đến, là chúng ta có một cái tổ hợp tín dụng hoặc là bất cứ một cái món cho vay gì đó và được bảo lãnh bởi một cái quỹ bảo lãnh tín dụng.
Thì trên nguyên tắc cái quỹ bảo lãnh tín dụng đó, như ở bên Mỹ nó gọi là Small Business Administration, SBA. Chính tôi cũng đã đến để mà nhận bảo lãnh của SBA khi mà tôi còn làm ở bên Mỹ mà cho vay các doanh nghiệp nhỏ mà nó đang ốm yếu đó. Thì tôi được bảo lãnh cái quỹ đó, và khi mà cái doanh nghiệp không trả nợ cho tôi đến đòi cái quỹ đó, và trong 10 ngày họ trả tiền cho tôi liền. Cái quỹ SBA của Mỹ làm việc rất là hiệu quả. Thế thì đúng như là tiến sĩ Hưng nói đó, là cái quỹ bảo lãnh đó khi mà nó bảo lãnh cho các ngân hàng thì nó phải có lợi nhuận, nó phải có một cái phí bảo lãnh. Thường cái phí bảo lãnh đó phải là 2%. Thế nhưng mà trong trường hợp của chúng ta thì có lẽ giúp nhau đi. Chúng ta không thể nào mà bắt các ngân hàng nó phải trả một cái phí bảo lãnh 2% trong khi mà nó cho vay ra mấy ông doanh nghiệp yếu kém kia từ 3 cho đến 5% mà bây giờ bắt nó trả 2% cho quỹ bảo lãnh thì nó chẳng có tiền nó trả đâu. Thành ra có thể có một cái phí rất nhẹ nhàng 0,25% hoặc là tối đa 0,5%. Thì rất cảm ơn là tiến sĩ Hưng đã gợi cái ý đó để cho thấy rằng một cái quỹ bảo lãnh nó không phải là nó làm ăn nó cho không đâu, mà nó bảo lãnh cho công ngân hàng, công cũng phải làm ăn để mà trả lại những cái phí cho nó. Rồi bây giờ tới tiến sĩ Cường, thì tôi xin nói cái chương trình mà bù lãi suất như thế này để cho thấy rằng cái mức độ của nó rất là nhỏ bé. Cái số tiền mà Quốc hội đang nghĩ đến là 3.000 tỷ để bù lãi suất cho các doanh nghiệp. 3.000 tỷ đó mà bây giờ cứ cho là họ bù lãi suất 3% thì nhân với cái dư nợ, thì cái dư nợ đó vào khoảng độ 100.000 tỷ đồng. 100.000 tỷ đồng mà chia cho cái tổng dư nợ đâu đó 10 triệu tỷ đồng thì cái con số mà giúp cho các doanh nghiệp đó là đâu đó 1% trên dư nợ. Thế nhưng mà không phải là tiền mà Quốc hội cho các doanh nghiệp, cho vay các doanh nghiệp mà chỉ bù lãi suất thôi, thì cái số tiền mà bù lãi suất đó chia cho tổng dư nợ đó, con số của nó 0,03%. 0,03% trên tổng dư nợ. Nó đúng là muối bỏ biển, nhưng mà có còn hơn không. Và thật sự là tôi cũng rất là mà mong muốn là Quốc hội thông qua cái này để ít nhất là các doanh nghiệp họ có cái gì đó để mà động viên tinh thần trong lúc này. Thế thì cái mà tổ hợp tín dụng mà tôi đề nghị đó là cái con số nó lên đến 300.000 tỷ đồng. Nó giống như cái gói năm ngoái mà ngân hàng nhà nước giao cho các ngân hàng thương mại 300.000 tỷ đồng vào cái tháng 3 đó. Thì cái gói mà cái tổ hợp tín dụng đây nó cũng đâu đó 300.000 tỷ đồng. 300.000 tỷ đồng mà đổ tiền mới vào cho các doanh nghiệp chứ không phải là bù lãi suất đâu. Đổ tiền mới cho các doanh nghiệp thì nó tăng cái tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng lên đâu đó vào khoảng 3%. 300.000 tỷ đồng chia cho 10 triệu tỷ đồng thì cái con số mà đến cuối cùng là tổng dư nợ của ngành ngân hàng tăng đâu đó 3%. Thay vì cái bù lãi suất đó, như tôi nói đó, nếu mà tính trên dư nợ đó là 0,03%, nó đúng là rất nhỏ bé. Thế thì tôi cũng muốn làm rõ hai cái điều đó. Vâng, không chỉ ông Hiếu, ông Cường đâu, tất cả các doanh nghiệp tham gia con số trước thì đều nói con số bù lãi suất này là quá ít. 3.000 tỷ đúng là chỉ mang tính chất động viên tinh thần như ông Hưng nói, nên có lẽ là chúng ta sẽ không bàn kỹ quá về cái vấn đề này nữa. Bây giờ chúng ta tập trung vào câu chuyện là cho vay mới ạ. Giống như cái đề xuất của cả ông Hưng, của cả ông Hiếu ấy, về cái việc là cung cấp thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp, giống như là một số ý kiến mà ông Hưng vừa đưa ra cùng với ông Hiếu, thì ông Hưng Cường bổ sung về phần này đi ạ. Tôi cũng xin có thêm một cái ý kiến quanh cái ý kiến mà chỗ của anh Hiếu và anh Hưng có đưa ra. Tôi rất mừng. Thực sự tôi rất mừng là khi ý kiến của anh Hưng nói rằng là có rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng không cần thiết nắm trong cái chuyện là phải hạ lãi suất đâu. Người ta có đủ khả năng kinh doanh để vay được là người ta sẽ trả được. Và tôi cũng rất mừng là khi anh Hiếu nói là doanh nghiệp bây giờ có nhiều doanh nghiệp khó khăn, không có khả năng để thế chấp. Thì anh Hưng cũng nói rằng nhiều doanh nghiệp người ta có tài sản thế chấp được, cũng không lo là phải tín chấp đâu. Đấy, tôi nói thật là nếu như những doanh nghiệp mà còn có đủ các cái năng lực để trả được lãi với cái lãi suất gọi là thương mại trên thị trường sang phẳng, không cần phải bốc cấp bù, không cần phải lãi suất thấp hơn, rồi là khi cho vay là sang phẳng với ngân hàng, tôi có tài sản để tôi thế chấp. Quả thật đấy là một cái điều rất là mong muốn, đấy là một trạng thái nền kinh tế sớm trở lại bình thường.
Đấy, hoạt động của nền kinh tế bình thường nó phải thể hiện là anh muốn nhận được tiền, anh phải chứng minh được năng lực của anh, tốt nhất là bằng tài sản thế chấp. Và anh phải chấp nhận được lãi suất thị trường thì anh mới dùng đồng vốn đó là có hiệu quả. Chứ còn nếu như cho anh vay một cái đồng vốn giá rẻ, nó rơi tình trạng như là anh Hiếu nói, vì được nhận đồng vốn giá rẻ thì người ta sẽ tìm mọi cách để hưởng lợi trên cái giá rẻ đấy, để có thể vay về để mang vào ngân hàng gửi lại, thế là được ngay lập tức lợi nhuận, mang đi đầu tư vào những lĩnh vực mà mang chất đầu cơ là kiếm được lợi nhuận cao. Đấy, rõ ràng là trong bối cảnh nền kinh tế bình thường thì không ai dùng cái đó. Đây là vì nền kinh tế nó đang ở trạng thái không bình thường thì phải sử dụng những biện pháp nó cũng không bình thường, đó là phải bù thêm lãi suất, rồi là thậm chí phải vay không có tài sản bảo đảm. Đấy. À, tôi cũng vẫn đồng tình với lại cái ý kiến của chỗ tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu. Nếu như các ngân hàng bắt tay với nhau tạo nên một tổ hợp cho vay với một cái quỹ bảo lãnh, và với quỹ bảo lãnh như thế này, chúng ta không cần phải trông chờ nhiều lắm vào cái sự can thiệp của chính phủ, bởi vì đây bản thân ngân hàng có thể tự điều tiết được, và các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các nguồn tín dụng đó thông qua cái quỹ bảo lãnh tín dụng này. Và như vậy ấy, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái việc mà rất là tuyệt vời. Đấy, thực sự là tuyệt vời. Việc này không chỉ cần thiết duy trì trong bối cảnh nền kinh tế chúng ta đang khó khăn, đang bên bờ vực thẳm như hiện nay, mà kể cả trong giai đoạn tăng trưởng đấy, phát triển mạnh, chúng ta cũng rất cần những các cái hoạt động đó. Thực sự là cái đó là cái tôi nghĩ rằng là như tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nói, Mỹ nó có những quỹ về bảo lãnh tín dụng như thế, nó không phải chỉ trong giai đoạn khó khăn, nó trả giai đoạn đầu tư phát triển, có nhiều doanh nghiệp, có nhiều cái dự án người ta đầu tư và người ta không có đủ các tiềm lực để thế chấp, nhưng nó rất hiệu quả, nó rất có triển vọng, và như vậy thì người ta sẵn sàng dùng cái quỹ này để bảo lãnh cho cái đầu tư đó và cái thu được lợi. Đấy, thì đấy là một cái chúng ta hướng đến một cái nền kinh tế thực sự là bền vững và nó cân bằng. Trong bối cảnh tôi quay trở lại, trong bối cảnh khó khăn này thì rõ thật là cái chính sách cấp bù lãi suất đấy là một cái gọi là cứu cánh thôi, trong giai đoạn này thôi. Đúng là 3.000 tỷ thì rất nhỏ, nhưng mà cái 3.000 tỷ này ấy thì nó lại giúp cho là doanh nghiệp tiếp cận được cái nguồn vốn vay là 100.000 tỷ. Đấy, quan trọng nhất là doanh nghiệp người ta được có cái nguồn vốn 100.000 tỷ. Nếu như chính phủ không bỏ ra cái 3.000 tỷ đó để lãi suất nó giảm xuống thì doanh nghiệp có thể không tiếp nhận cận được cái 100.000 tỷ này. Đấy, cho nên là tôi cho là cái ý nghĩa của nó là ý nghĩa ở chỗ 100.000 tỷ chứ không phải cái 3.000. Cái 3.000 đó nếu ta sử dụng đúng thì thực sự nó sẽ có ý nghĩa với doanh nghiệp. Và tôi cũng đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu là 3.000 tỷ hỗ trợ này là còn quá nhỏ. Tôi mong muốn cái quỹ để mà chúng ta dành ra đấy, cấp bù lãi suất đấy, nó phải được 30.000 tỷ cơ. Đấy, thực sự 30.000 tỷ dùng ngân sách để bỏ ra, nếu như cái nguồn hỗ trợ đó mà nó giúp cho được doanh nghiệp tiếp cận thì rõ ràng nếu như chúng ta cấp bù 30.000 tỷ, phải cấp bù cho ngân hàng 30.000 tỷ có nghĩa là gì? Có nghĩa là doanh nghiệp đã được tiếp cận là 1 triệu tỷ, tương đương với 10% cái dư nợ tín dụng. Đấy, và 30.000 tỷ của ngân sách bỏ ra hỗ trợ doanh nghiệp không phải là một con số nhiều so với cái nguồn ngân sách đang hỗ trợ hiện nay. Đấy, 30.000 tỷ chỉ chiếm chưa đến 0,5% của cái GDP. Đấy, như vậy là vẫn là quá thấp. Đấy, vẫn là thấp. Cho nên là, và tôi nghĩ rằng là ngân sách có đủ khả năng để dành ra 30.000 tỷ để cấp bù lãi suất. Ở đây em thấy là thầy Cường thì là cũng rất là rộng rãi. Nếu mà có những cái bậc cha mẹ ở bên trên mà được như vậy, quốc hội giống như cha mẹ mà, thì là cũng là cái phúc của người dân, cái phúc của thần dân ở bên dưới. Nhưng mà theo em thì chúng ta có vẻ như là có ra chiều là ỷ lại vào ngân sách rồi. Tại vì với một cái nền kinh tế hiện đại ngày nay, điều hành nền kinh tế quốc dân, thì thường người ta trông chờ vào chính sách tiền tệ hơn là tài khoá, và đặc biệt là tài trợ bằng ngân sách. Nhất là đối với những quốc gia mà nó không có những cái thế lực chính trị như là đối kháng hay là đối lập như chúng ta, thì chúng ta cũng không có những động cơ thôi thúc nào để tài trợ cho những cái khuynh hướng thế lực nào. Do đó cho nên là ngân sách thì thường là những nhà mà làm chính trị người ta lạm dụng để người ta tài trợ cho những cái thế lực
đối lập, những bộ phận cử tri nào đó của những thế lực đối lập thì người ta mới làm thế. Chứ còn ngân hàng trung tâm thì năng lực nó triệu 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 mà chúng ta đây cứ nói chuyện 3.000 tỷ làm gì. Nói chung là khi có vậy thì kể như là dân nó đã tâm tư rồi, thấy là nó đã thấy trên thương nó rồi. Bây giờ chúng ta móc ra 30-40 ngàn, 100 ngàn tỷ cái ngân sách thì cái chuyện đó thì để coi ở trên nghiên cứu hay sao. Chứ theo tôi là ngân hàng trung tâm nó mạnh lắm luôn. Vấn đề là cái cách nhìn nhận của chúng ta đối với ngân hàng trung tâm thôi. Ngân hàng trung tâm nó có những cái công cụ rất mạnh luôn. Nói tại sao ngân hàng trung tâm cần phải đứng ra cho vay? Tại sao ngân hàng trung tâm phải đứng ra và bán trái phiếu, mua trái phiếu doanh nghiệp mà không cần những cái thế lực khác nữa? Là lý do là tại vì khi mà cái tiền mà nó những cái khoản chắc, những cái khoản mà như là giấy tờ có giá mà đổi lấy những cái trái phiếu doanh nghiệp được trao cho doanh nghiệp thì nó sẽ thông qua hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tăng lên gấp 4 lần. Do đó chúng ta cần phải để cho ngân hàng trung tâm mua trái phiếu doanh nghiệp có thế chấp. Chúng ta không cần ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại chỉ là cỏm con thôi. Cách nào thầy Hiếu là gì? Là để cho ngân hàng thương mại cho vay, đó là những cái khoản cho vay đầu cuối. Nó không phải là những cái tấm chắc nấy của ngân hàng trung tâm ban ra cho doanh nghiệp để đổi lấy trái phiếu. Tại vì khi mà ngân hàng trung tâm đưa ra những tấm chắc để đổi lấy cái trái phiếu doanh nghiệp có thế chấp, doanh nghiệp nó sẽ đem cái chắc đó đem vô ngân hàng thương mại, nó gửi vô để nó lấy tiền vô trương mục nó để nó sử dụng. Thì ngân hàng thương mại lấy cái chắc của ngân hàng trung tâm mới đem về ngân hàng trung tâm để lấy tiền. Thì khi đó cái tiền của ngân hàng trung tâm đưa ra lúc đó nó trở thành đồng tiền đáy. Và lúc đó nó sẽ tăng gấp 4 lần khi qua hệ thống ngân hàng thương mại để cho vay. Thành ra cho nên là mà nhiều người cứ ra rã, mà ngay cả tôi cũng vậy. Xin ở trên Quốc hội cho phép ngân hàng trung tâm mua trái phiếu doanh nghiệp có thế chấp. Đó là một công cụ cực kỳ mạnh trong thế giới hiện đại ngày nay về mặt tính tài chính. Chứ không phải là chúng ta ban ngân sách ra để chúng ta mua cái gì cả. Như mình nói đó, tức là chỉ biểu trưng thôi. Thế thì doanh nghiệp thấy ấm lòng, nó lo làm ăn rồi. Tại ở trên cho vậy, cha mẹ cho vậy là cái vui rồi. 3.000 tỷ là nếu mà tôi được là như là cỡ khoảng chừng 10 triệu là tôi cũng thấy là kể như là vui lắm rồi. Dạ. Do đó cho nên là cái này thì là, nhưng mà tôi nghĩ ở trên cũng không có dễ đâu. Tại vì ở trên mà đưa ngân sách ra không phải là dễ đưa. Hồi nào giờ quan điểm của chúng ta là vậy, và để thầy Hiếu biết. Tức là hồi trước cũng vậy, hồi cái thời mà cái BMC là ra, mới ra đó là để xử lý nợ xấu đó, thì với một cái phương châm là không dùng ngân sách. Nợ xấu bao nhiêu ở ngân hàng thương mại nhưng mà cấm dùng ngân sách. Bây giờ là những giải pháp tiền tệ làm đi. Đó, hồi đó tôi nghe mấy thầy nói, và trong đó đặc biệt có thầy Lê Xuân Nghĩa là nói ra rã câu đó. Cái đó là gần như là trên ra lệnh vậy. Nhưng mà bây giờ là mấy thầy cũng muốn dùng ngân sách để cho doanh nghiệp trong cái mùa dịch này. Thì thấy rằng như vậy là chúng tôi cũng rất là, có thể nói doanh nghiệp cũng rất là cảm thấy là vui, ấm áp. Vâng. Ông Hiếu nghĩ thế nào ạ? Thứ nhất là xin góp ý kiến với tiến sĩ Hưng. Tiến sĩ Hưng có một cái đề xuất rất là mạnh bạo, là yêu cầu ngân hàng nhà nước mua trái phiếu của doanh nghiệp. Đó là một cái điều mà chưa có tiền lệ trên thế giới, cũng như chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Các ngân hàng trung ương họ không thể cho vay các doanh nghiệp được. Họ cho vay các ngân hàng, nhưng mà họ có thể mua trái phiếu của các ngân hàng, nhưng mà họ không thể mua trái phiếu của doanh nghiệp. Nhưng mà tại sao tôi nói là một cái đề xuất mà mạnh bạo, là chúng ta phải có một cái biện pháp không có tiền lệ, một cái biện pháp bứt phá trong lúc này. Chúng ta không thể nào mà cứ đi theo cái lối mòn của hàng trăm năm, của hàng ngàn năm của hệ thống tiền tệ được. Lúc này là cái lúc mà những cái ý kiến, những cái sáng kiến như của tiến sĩ Hưng đó, là cái mà ngân hàng nhà nước cần phải xem xét. Nhưng mà tôi e rằng với cái chức năng nguyên thủy của một ngân hàng trung ương là họ chỉ có thể cho vay các ngân hàng thương mại được mà thôi. Còn
các doanh nghiệp không phải là cái chức năng của họ. Họ không được phép mua trái phiếu của doanh nghiệp. Họ mua trái phiếu của doanh nghiệp đây có nghĩa là họ cho vay các doanh nghiệp. Thì tôi sợ rằng nó đi ra ngoài cái truyền thống cố hữu. Nhưng mà một lần nữa, những cái biện pháp như thế, đây là một cái biện pháp rất là táo bạo, rất là mạnh mẽ, mà có thể ngân hàng nhà nước nên xem xét. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà các ngân hàng trong thời gian vừa qua giảm lãi suất, thế thì liệu rằng nó hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp? Tôi nghĩ rằng các ngân hàng rất cố gắng trong cái vấn đề mà giảm lãi suất. Thì đấy, chúng ta biết rằng cách đây mấy tháng thì các hiệp hội ngân hàng họp 16 ngân hàng, thì ông nào cũng giơ tay nói là tụi em cam kết là giảm lãi suất cho khách hàng của tụi em. Và trong cái thời gian vừa qua, như là ngân hàng nhà nước cũng cho biết là các ngân hàng giảm đâu đó trong 8 tháng đầu năm 2021, giảm cái số lượng tiền là giảm lãi đâu đó 25.000 tỷ đồng. Và tôi nghĩ rằng trong cả năm 2021, các ngân hàng giảm có thể lên đến 50.000 tỷ đồng. Cái 50.000 tỷ đồng đó, nó ăn vào trong cái lợi nhuận của ngân hàng. Thì nếu mà tôi tính rằng cứ mỗi ngân hàng cho đến cuối năm chúng ta có một cái dư nợ vào khoảng độ 10 triệu tỷ đồng, và các ngân hàng có cái NIM là cái Net Interest Margin, là cái tỷ lệ lợi nhuận ròng từ cho vay là 4%, thì cái số lãi mà ngân hàng lãi ròng trừ đi chi phí, từ trừ đi lãi huy động đó, thì nó lâu đó lên nó vào khoảng 400.000 tỷ đồng. 400.000 tỷ đồng mà nếu các ngân hàng cho đến cuối năm mà hy sinh 50.000 tỷ đồng, thì 50.000 tỷ đồng chia cho 400.000 tỷ đồng, thì các ngân hàng phải hy sinh cái lợi nhuận ròng từ cho vay đâu đó vào khoảng 12,5%. Thì tôi cứ xem là các ngân hàng có thể phải hy sinh 15.000 tỷ đồng, 15% trên cái lợi nhuận ròng của họ từ cho vay là con số rất đáng kể. Thành ra trước nhất đó, là tôi rất trân trọng cái việc mà các ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp với một cái sự thiệt hại như thế cho ngân hàng, và cái đó là cái sự hy sinh của ngân hàng. Còn đối với ngân hàng nhà nước thì chúng ta biết rằng ngân hàng nhà nước cũng tìm mọi cách để mà giảm lãi suất. Thì trong cái thời gian vừa qua đó, liên tiếp 3 lần ngân hàng giảm lãi suất điều hành từ 1,5 cho đến 2%, giảm 3 lần lãi suất điều hành. Và từ cái việc mà giảm lãi suất điều hành như thế thì ngân hàng nhà nước cũng kéo cái mặt bằng lãi suất xuống. Thì cộng với cái việc mà các ngân hàng giảm lãi suất huy động, và cái việc mà ngân hàng nhà nước hỗ trợ các ngân hàng bằng cách cũng giảm lãi suất điều hành xuống, tất cả những cái đó nó cộng hưởng với nhau và cái mặt bằng lãi suất xuống đã giảm. Thì đó là cái sự cố gắng chung của hệ thống ngân hàng, từ ngân hàng nhà nước đến ngân hàng thương mại đến tất cả các tổ chức tài chính. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Quốc hội và Chính phủ cũng vào cuộc để mà hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng cần phải có cái gì mạnh hơn là chỉ có giảm lãi suất, chỉ có bù lãi suất. Rồi mới đây cái thông tư 14 của ngân hàng nhà nước là cho phép các ngân hàng tiếp tục là không chuyển nhóm nợ, khoanh nợ và giãn thời hạn trả nợ cho đến tháng 30 tháng 6 2022. Tất cả cái đó đều tốt, tất cả cái đó đều giúp cho các doanh nghiệp cả. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi là không đủ. Và chúng ta cần phải làm cái gì mạnh hơn. Thầy ơi, em xin nói một câu, tức là thật ra đó là cái câu chuyện về ngân hàng trung tâm mà mua trái phiếu doanh nghiệp có thế chấp, cái câu chuyện này nó đang xảy ra đó thầy. Âu Châu á là từ 30 tới 50 tỷ đô một ngày tương đương. Còn Mỹ á 120 tỷ đô la một ngày. Mua trái phiếu doanh nghiệp nói chung, bao gồm cả một phần nào đó mà ít thôi của trái phiếu chính phủ. Tại mua trái phiếu chính phủ cũng nằm rải rác trong dân đó, nhưng mà hơn quá bán là trái phiếu doanh nghiệp. Nhưng mà thường là đây là bao hàm là những khoản vay trung hạn. Tại vì thường là những cái trái phiếu này nó phát hành từ 3 năm trở lên và không có bị hạch sách như là những khoản vay giống như ngân hàng thương mại nó làm. Nhưng mà có thế chấp. Tại ngân hàng trung tâm là một cái cơ quan cho vay là không bao giờ phá sản. Do đó tôi cứ để yên trong tài sản của anh, những giấy tờ và chứng nhận tài sản trong cái hầm. 3 năm, 5 năm sau tôi khui ra tôi coi.
chuyện đó rất là bình thường. Khi tôi cho anh vay rồi, anh ấy bình tĩnh lấy tiền này, anh đi làm ăn đi, anh làm cái gì thì kệ anh. Nó bao gồm vậy. Nhưng mà khi anh đã được duyệt để anh phát hành trái phiếu để cho tôi mua rồi, thì anh phải qua cái giai đoạn duyệt đó, thì có thể là có ý kiến ủy ban đó. Nhưng mà khi anh phát hành trái phiếu ra rồi thì anh lấy cái tiền đó đi làm gì kệ anh. Nhưng mà nếu anh có cam kết gì thì anh đừng có làm. Thí dụ cam kết không mua bất động sản mà anh phải đầu tư vô thiết bị công nghệ, máy móc xem như là sáng kiến cải tiến hay là xem như là gì đó, hay là dây chuyền hay là gì đó thì anh phải làm. Nhưng mà anh làm như kiểu nào, anh làm bây giờ, sang năm làm, 3 năm nữa làm, không cần biết. Tôi không có hạch anh, tôi không có hạch hỏi anh, nhưng mà những cái gì mà anh cam kết tránh là anh phải tránh. Nó đơn giản vậy, nó khác với khoảng gian hàng thương mại thôi. Nó làm cho những doanh nghiệp sáng tác phải nói là rất là cao. Cái sự sáng tác rất là cao. Nhưng mà cái lúc đầu như em nói có thể là cần một cái khoản duyệt. Thì cái này là do cái ở trên ban tặng cái chính sách bình thường quá. Cái chức năng của ngân hàng trung tâm thôi. Chúng ta đã làm quá nhiều cái hạn chế của ngân hàng trung tâm rồi. Nếu mà chúng ta là có thời gian chúng ta coi những ngân hàng trung tâm nó đang bị hạn chế cái gì, thì chúng ta thấy rằng, có thể thấy rằng ở trên chỉ ban cho ngân hàng trung tâm khoảng 30% chức năng so với những ngân hàng khác xung quanh chúng ta, so với những định chế khác xung quanh chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta làm gì để làm cái gì? Do đó cho nên em xin ở trên là đi gói lại. Đó là một lần để cho là tại vì cái năng lực, theo em biết năng lực của ngân hàng trung tâm ít nhất là bây giờ có thể cho ra từ 10 tới 20 triệu tỷ. Nhưng mà chúng ta không có chấn chỉnh những cái điều kiện đủ để chúng ta làm cái chuyện đó. Thành ra cái dư nợ của nền kinh tế chúng ta nó vẫn thấp so với tiền cơ sở. Nó vẫn thấp so với lại tiền gửi thật sự. Ở đây tôi nói đây là nói tiền gửi là tiền gửi thật sự là tại vì những tiền gửi nó phải là những tiền gửi chính thống chứ không phải là những tiền gửi nó mang tính chất là linh hoạt. Hôm đó là tụi mình cũng có đề nghị ngành trung tâm mới kiểm tra những khỏi sợ là những khoản tiền gửi ở ngân hàng thương mại nó quá linh hoạt, nó làm cho cái tính chất thực chất của nó không có đi vào thực chất được. Thứ hai nữa là những cái tiền gửi đó là phải là thực sự là những cái giá trị đồng tiền mang lại từ cái giá trị thặng dư của tiến trình lao động sản xuất, chứ không phải là từ những cái mánh khóe tài chính hay là từ cái bất động sản tăng giá mang lại. Những cái đồng tiền mà từ bất động sản mang tự nhiên cái nhà 5 tỷ giờ tăng 50 tỷ, thế có một cục tiền gửi vô, cái tiền đó nó không sinh tiền được. Cái tiền đó nó không có sinh ra cái số nhân tiền tệ được. Hoặc là tiền từ những cái câu chuyện gì đó, tự nhiên nó đẻ ra đây. Mà không phải từ một quá trình tiết kiệm và đầu tư của một người lao động sáng tạo hay là phát minh hay là làm ăn là qua một cái cơ chế thị trường. Bản thân nó không có đẻ ra số nhân tiền tệ được. Do đó phải chứng thật cái tiền gửi đó. Đó là cái gì? Thành ra cho nên đó, ngày nào mà chúng ta làm được cái chuyện đó, chúng ta sẽ thấy là từ cái tiền cơ sở phải nhân lên từ 25 đến 30 lần. Từ cái giá trị tiền thật ở trong cái dư nợ tiền gửi phải nhân lên nhất là 4 lần. Mà tôi trừ hao qua lại có thể là tệ lắm hay nữa đó. Thì cái năng lực còn lại ngân hàng trung tâm phải từ 10 tới 20 triệu tỷ cho vay ra. Thì bây giờ ở trên phải cho phép để ngân hàng trung tâm làm chuyện này. Và đặc biệt là đối với những khoản vay mới ở ngân hàng thương mại, bây giờ đây không tới là phải soi tận răng, phải kiểm tra tận răng. Ngân hàng trung tâm có thể là cần phải có một đội ngũ mẫn cán nằm ở ngân hàng thương mại để làm gì? Chứ để trời ơi, dư nợ nó dùng cục ở dưới á. Cho nên là như hôm mình cũng có trình bày, tức là dư nợ bất động sản trá hình thì nhiều quá, 30% luôn. Công dân lợi dài mỗi thằng 4 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Căn nhà của họ thôi, lần quần trong cái nhà của họ thôi. Dài cả triệu đô. Đó, người doanh nghiệp lợi dài nhiều. Như tôi nói tôi làm ăn mà doanh nghiệp lớn gì mà đi dài là 1 triệu rưỡi đô hay là 30 tỷ không phải là dễ. Nhưng mới biết mua bán căn nhà dài 30 tỷ quá dễ. Mà nhà ở Việt Nam mà nó trùng trùng điệp điệp. Cho nên là nó không đúng. Rồi kế đó nữa là gì? Tập đoàn. Mấy tập đoàn hay công ty sân sao mỗi anh vay 1-2-3 ngàn tỷ, trời ơi nó, cái đó rồi làm sao mà nó khó khăn lắm. Thật sự là cái dư nợ cho vay cũng khó khăn, mà cái giá
cái thực chất về tiền gửi á, nhiều khi chúng ta cũng tâm tư. Vâng ạ. Ông Cường có lẽ là sẽ có rất nhiều chia sẻ đúng không ạ? Sau khi nghe ý kiến từ doanh nghiệp và từ phía ông Hiếu ạ. Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về cái đề xuất thực sự là đột phá của tiến sĩ Ngô Trung Hưng về cái việc là giao cho ngân hàng trung ương được phép là cho mua trái phiếu của doanh nghiệp. Thì đúng là từ trước nay chúng ta vẫn cứ xác định là ngân hàng trung ương thì chỉ có chức năng là điều hành chính sách tiền tệ, anh phải bơm tiền ra, anh phải hút tiền vào như nào để anh duy trì chính sách tiền tệ, chứ không phải là anh đi kinh doanh. Và nếu anh muốn cho cái tiền cung ra cho nền kinh tế nhiều, anh phải bơm tiền cho các ngân hàng thương mại. Những ngân hàng thương mại sẽ thông qua đó và giám sát đến các doanh nghiệp. Nhưng mà đúng là với một cái mô hình doanh nghiệp mà như của chỗ tiến sĩ Hưng nói thì quả thật là có lẽ cái ngân hàng trung ương cũng có thể bơm đây được đấy, đến doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp này hết sức tin tưởng, doanh nghiệp này thực sự tin cậy, doanh nghiệp này là người ta làm ăn rất nghiêm chỉnh đấy, không sợ rằng là cái đồng tiền mà bơm ra cho doanh nghiệp như thế là nó đi lạc hướng đấy. Và thực sự có khi cũng không cần thiết lắm cái vai trò về mặt gọi là cái bộ máy của ngân hàng thương mại, nó lại sao nó lại phình to như thế, ngân hàng thương mại nó lại lớn như thế, khi mà mỗi một khoản vay nó phải thẩm tra, nó phải giám sát, nó phải theo dõi đấy. Thì quả thật là đối với lại cái hệ thống ngân nghiệp như thế thì cái hoạt động ngân hàng rất là đơn giản. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái doanh nghiệp mà được như tiến sĩ Hưng nói thì tôi nghĩ rằng có nhiều các cái doanh nghiệp mà người ta phát hành trái phiếu rồi là người ta đặt ra khoản vay rất là khó kiểm soát, và cái rủi ro đi kèm theo đấy rất là lớn. Và chính vì vậy cho nên là các ngân hàng thương mại khi mà người ta bơm tiền cho doanh nghiệp là người ta phải có đòi hỏi là gì, phải bảo đảm tài sản thế chấp rồi là bảo lãnh. Hiện nay ngân hàng thương mại đang nói rằng là phải bảo lãnh, chính phủ phải bảo lãnh cho cái chuyện cho vay đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là chính phủ không thể bảo lãnh được, không bảo lãnh được, ngân hàng thương mại phải tự chịu trách nhiệm của mình. Do vậy cho nên là tôi thấy rằng cái đề xuất của tiến sĩ Hưng ấy thì có lẽ là một cái đáng suy nghĩ, nhưng mà trước mắt thì ngân hàng trung ương cần phải giám sát mạnh hơn với ngân hàng thương mại, và thông qua cái hệ thống ngân hàng thương mại để bơm cái lượng tiền, đúng là không phải là 10 triệu tỷ đâu, bao nhiêu triệu tỷ ngân hàng trung ương cũng có, bởi vì ông ấy có chức năng về in tiền, bao nhiêu ông bơm ra chỉ được, nếu ông không sợ lạm phát ông bơm được bao nhiêu cũng được đấy. Nhưng vấn đề là ông phải kiểm soát cái lạm phát, chứ ông phải bơm bao nhiêu đó kiểm soát thôi, chứ tiền ngân hàng trung ương thì không thiếu đây. Thế nhưng mà vậy thì anh ta phải bơm thông qua ngân hàng thương mại đó, và phải kiểm soát ngân hàng thương mại để ngân hàng thương mại làm sao đồng hành với doanh nghiệp, chứ không phải là để cho ngân hàng thương mại có tiền rồi xong rồi ngồi đấy để mà vậy là tiếp tục lại chỉ có tính đến cái chuyện là lợi nhuận cho mình. Tôi nghĩ là như vậy là một chương trình đối thoại cũng đã rất nhiều điều mới mẻ, đúng không? Tôi nghĩ là tuy ông Cường, ông Hiếu, ông Hưng đều là những khách mời rất là quen thuộc ở chương trình đối thoại rồi, nhưng có lẽ là với một chương trình như thế này, với những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mới, có lẽ là chúng ta sẽ bật lên rất là nhiều điều mà từ đó thì chúng ta sẽ có thêm giải pháp về chính sách nữa. Tôi nghĩ là thực sự là rất là hữu ích, đúng không? Cho cả những người tham gia vào Quốc hội hay chuyên gia kinh tế, tài chính như là ông Chí Hiếu, từ cái ý kiến xuất phát từ phía một doanh nghiệp đã có rất là nhiều kinh nghiệm trên thương trường, rồi cũng rất là quan tâm đến câu chuyện của chính sách vĩ mô như là ông Hưng ngày hôm nay ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian cho chúng tôi ạ, đã đến với chương trình đối thoại và chia sẻ về một chủ đề nối tiếp các vệt số trước thôi, nhưng luôn luôn có những điều mới mẻ. Chúng tôi rất là mong sớm được gặp các khách mời tại trường quay để chúng ta có thể trực tiếp giao lưu, trực tiếp và trao đổi. Và chúng tôi rất là mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái dịp để gặp nhau nữa trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn ba vị khách mời và xin chào các khách mời ạ. Xin chào các anh ạ. Vâng ạ. Xin chào các anh và cảm ơn các anh rất nhiều. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả với chương trình đối thoại trong suốt thời gian qua. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.